Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động một số tỉnh, thành phố và 289 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 167.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kết nạp được hơn 61.000 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên trong tỉnh lên gần 167.000 người. Phối hợp với các ngành chức năng doanh nghiệp tặng trên 260.000 suất quà, hỗ trợ trên 1.500 vé tàu xe và gần 230 chuyến xe với số tiền trên 220 tỷ đồng. Tổ chức được trên 530 chương trình Tết sum vầy, các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn đã giúp trên 100.000 lượt đoàn viên người lao động được mua hàng với giá ưu đãi với số tiền được hưởng lợi trên 10 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 26.700 đề tài sáng kiến của công nhân viên chức lao động được công nhận với giá trị làm lợi trên 80 tỷ đồng. Các đại biểu đã tham luận tập trung vào một số nội dung: vai trò của công đoàn trong việc chỉ đạo hướng dẫn, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp, một số kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy, chúc mừng biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn các cấp trong tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, tình hình hiện nay đòi hỏi các cấp công đoàn phải nhận thức rõ hơn về chức năng của tổ chức mình, trước hết là những yêu cầu ngày càng cao, chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Công đoàn các cấp phải chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan chuyên môn, cùng cấp, chủ doanh nghiệp để tổ chức, phát động và đổi mới các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động. Nội dung hình thức thi đua phải thiết thực, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với từng khu vực, đối tượng và điều kiện thực tiễn, hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khơi dậy tinh thần lao động và đổi mới sáng tạo của người lao động. Công đoàn các cấp tích cực tham gia nâng cao chất lượng, giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phải tăng cường và đổi mới nâng cao hiệu quả hơn nữa cách thức thu thập, tập hợp đoàn viên, nhất là trong khu vực ngoài nhà nước, phải xác định phát triển tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn là trung tâm, phát triển tổ chức đảng, đảng viên là then chốt, mà trọng tâm là thực hiện tốt nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân gắn liền với phát triển các tổ chức công đoàn và đoàn viên, phải quyết tâm thực hiện mục tiêu lâu dài, đó là mọi người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn và tổ chức công đoàn phải có mặt ở mọi tổ chức đơn vị, nhất là trong các doanh nghiệp, thu hẹp dần và tiến tới không còn tổ chức đơn vị không có tổ chức đảng, không có tổ chức công đoàn, không có đảng viên và cũng không có đoàn viên công đoàn. Tôi đề nghị các đại biểu tham gia đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín để tham gia Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa mới. Sau đại hội này, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh cần khẩn trương ban hành các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 19 của công đoàn, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá và có tính khả thi cao với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, xác định rõ lộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 tặng Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028, bức chướng với nội dung đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, góp phần xây dựng Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 37 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Toản tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam và thông qua nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028.